hả? Nói là ăn dao một cái quá trời luôn. Nói ăn dao không mấy chục ngàn dao. Xin chào các bạn, mình đang ở nhà chị Hai. Hôm nay chị Hai nấu món vịt nấu chao. Sáng chị Hai kêu dẫn về ăn vịt nấu chao cho nên mình tranh thủ về để quay cho các bạn xem. Đây là nhà của chị Hai. Bữa nay thì mình đi thu hoạch mùng tơi. Lá bự lắm. Ý không có thuốc gì hết mà nó bự vậy nè. Mùng tơi là một cái loại rau mà rất là dễ trồng mà lại ít cái tốn cái công mình chăm sóc. Lá nó bự xám hồng. Lá này nó không có già lắm, tại vì cây này mới trồng chưa được bao lâu. Mấy cái đọt này mình lặt ăn luôn nè để cho nó đâm cái tược ra. Nếu không thì nó sẽ mọc rất là cao, mình khó hái lắm. Bữa nay ba Châu thì gật ngon hả? Cái này có nhiều cao chứ. Cái cao. Sao giống môn quá vậy? Cái môn nó bự lắm. Nó cũng giống vậy mà củ trà bá. Mỏ thơm hơn này nha. Đố các bạn là một con vịt có mấy cái đầu. Con vịt này có 6 cái đầu hả? Con vịt này tới 6 cái đầu. 6 cái đầu, 9, 8, 10 cái cẳng. Một con vịt nào là tại vì mua thêm cái mấy cái đầu rồi. Ngày tháng bỏ vô vịt nấu chao chị. Khi cho nó vàng rồi để vô ướp vịt. Chao nguyên hũ luôn à. Ừ. Hỏi đâu bữa nào xin số điện thoại Hoàng lâu lắm rồi. Biết làm cái gì. Nhớ hả? Chao này là chao đỏ dùng để nấu chao. Thơm mùi chao nó muốn ăn cơm. Nếu mà mình không có chao đỏ thì mình ướp chao kia cũng bình thường thôi. Nhưng mà cái màu nó không có được đẹp. Hồi xưa thì không có chao đỏ, toàn là chao trắng, bây giờ ta chế ra thêm chao đỏ, chắc ta bỏ màu đỏ vô thôi. Bỏ tỏi phi vô. Dạ. Chứ bán con này được có 200 ngàn. Bột ngọt. Ăn mua lúa thì có cái đậu dép cái kia ăn. Có muối. Muối cục. Hả? Đâu? Đâu? Chao. Chao màu đỏ. Muối. Bột ngọt. Mỡ thơm về là bỏ đường vô. Mấy muỗng chị? 3 muỗng. Không, nắng không mưa. 3 muỗng đường. Con vịt nhưng mà nó tới 8 cái chân với lại 6 cái đầu lận. Vịt này kêu vịt gì? Vịt này kêu vịt quỷ. Mà chỉ có một cái tim mà thôi. Lấy cái muỗng quào cái chảo xuống.
không biết còn ốp gì nữa không ta. Hết chị hai rồi, muối hạt rồi. Rồi vậy là xong rồi đó. Có hạt nêm không chị hai? Chút hạt nêm. Trộn đều xong rồi mình ốp. Mình để cho nó thấm gia vị. Cái buồn đó được 4 trái ha. 5 trái. Chia đều. Dừa này nó rớt cái mương đỡ tại vì nó không có bị bể, chứ nếu mình giật mà rớt lên bờ là nó bể. Rồi, được rồi. Hai trái. Còn hai trái lận. Để đi, mốt mình nấu tiếp. Giật hết là hết dừa nấu. Trái nữa giữa mưa rồi. Ủa có 5 trái mà. Cái này là công bẻ nha. Công bẻ rồi công quen trái nữa. Cái đó là công bẻ, cái này công quay chắc bẻ không được quá. Không được đây quay bẻ chứ. Cái chừng nó rớt vô bờ á. Ghê. Ê mũi. Mũi đâu? Trời ơi con khỉ dịch. Đâu? Ngay chỗ này nè không thấy mình đâu đập có, không? Đâu có, nó chích nó bay nó tiêu rồi. Đập hết lưng vậy biết nhiều khi nó đậu chỗ nào. Đầu tiên là mình phải xào giống như là mình thìa vậy ha. Mình nấu bằng nước lạnh cũng được nhưng mà nó không ngon bằng nước dừa. Nước dừa mình vừa nạo nó mới ngọt, còn dừa non là để dành uống thôi. Dừa nạo là ngon nhất. Một con vịt quên nữa, nó có mấy thì chị mua thêm mấy cái đầu nữa mà quên. Thêm 5 cái đầu nữa. 5 cái đầu với lại mấy cái chân nữa. Nhìn thấy nó nhiều. Con vịt có 2 cái mấy à. Trái vịt tự. Sau khoảng 10 phút rồi hả? Ừ, nó xăng thịt rồi, chứ nó dựa vô. Chứ dựa vô rồi. Rồi mình đổ nước dừa vô. Đó một trái, bên đây một trái. Mình ăn 3 loại rau, cải xanh, rau muống, mùng tơi. Phải có rau cần mua, không có cần nữa mà có cần mùa này không có. Cái này mình bỏ vô miếng nước
thêm nước. Miếng nước lạnh vô. Nếu nước nhiều nhiều hồi mình ăn mình nhúng rau vô nó mới ngon. Ừ, nước nhiều nó ngon nhúng rau. Rồi như được rồi, nhiều ăn rồi đó. Bỏ khoai môn vô. Ừ. Để mình nêm thử coi. Cái này có dừa nó ngọt rồi chao này kia, hồi nãy mình đã có nêm trước rồi cho nên cái này mình nêm lại thôi. Nước dừa nó ngọt. Chao nó cũng hơi mặn mặn mà nãy mình có nêm chút gia vị rồi cho nên về là cảm thấy nó cũng được rồi. Cái này mình nấu thêm chút cho khoai nó chín thôi là xong. Thì các bạn có thể nêm mình thêm bớt gia vị muối đường bột ngọt cho nó vừa ăn là xong rồi. Huyết nó mình luộc rồi, mình luộc chín ở ngoài rồi, chút gần chín thì mình bỏ vô trong cái nồi. Trời đang mưa. Trời đang mưa. Mình đang đi xuống nhà anh chị hai ăn ăn đang quay cái nói chuyện quên hoài. Ăn vịt nấu chao. Bắt đèn anh Trung. Ồ, hôm nay đông đủ luôn. Sao cái xe không sao kì vậy? Dạ Trung. Thằng lóc à. Đi Trung. Cái kia bếp ga nó nhanh hơn bếp này lâu luôn đó. Cái mình nhậu hả? Rồi Trung hả mày anh Trung. Rồi vô. Nè, nè. Đó. Ừ, quá hả? Tu hắn. Rồi kế anh Tư đi. Kéo tay bỏ vô chén mẹ luôn đi. Không. Giận chồm chồm giờ. Giận lấy hết dĩa luôn chứ. Thôi, ở lòng nào không chịu kéo lại mình. Nè, này. Nè, sẵn gấp rồi. Đang xuống. Tội nghiệp cho thằng bé. Ngồi ăn đi. Merci. Rau nè, trộn rau vô. Merci. Không, nào nó mất đi đâu rồi. Nó con quá rồi, thục đó. Nè gái vợ cổ nè gái. Ôi trời ơi nhục. Cái tô đó đựng gì 8 ngàn. Không biết đựng gì nữa. Đi đưa giùm cái tô 8 ngàn. Tô đựng xương. Tô đựng xương. Ờ, đựng xương. Ồ, bọn sầu quá hết chừng mãi nha chấm. Ăn vô. Ăn cái này ăn mì được không anh? Đó là. Ăn gì à? Không. Ăn vô mắc nghẹn á. Dạ, lấy xuống ăn. Trên ba nữa. Đúng người ta ăn bún. Không lấy vài đố mì không xuống. Có rồi, để nó lấy nè. Xuống đi, để chừng chung rồi lấy. Thì nó chào hôm nay ngon hơn. Thì nó chào ăn vịt ngon nhất. Gấp bài cho ngân hàng con bạn nó ăn. Gấp đó. Nha. Cái đó tay mày. Dịp nhà hả thầy? Con dây vô hôm nay cho nàng con lớn. Đặt xả vô thêm nữa. Đặt xả vô thêm. Có con điện rồi, chút nó về tới giờ. Nó để đóng cửa chắc mưa cũng thế.
chung nè, hay. Tắt rồi, chưa vỗ rồi, tắt rồi. Nghe nó thở kìa. Đi nào ăn lấy cho nó ăn đi, ăn gì. Ở dưới này cái lẩu còn không em? Dịch nè, còn không, lấy ăn hết đi. Còn nước. Chừng xíu một miếng thôi. Đang nước cho con luôn vậy hả? Sao mà Hương hai ngỗng bỏ vô luôn? Nếu lại em vậy. Cái ăn mới sợ á. Hai con mở con. Ủa hai con luôn hả? Hai con. Con con là mà sáu cái đầu. Thì ăn cái chân nhện. Ăn dịch. Một con vịt, sáu cái đầu, tám cái cẳng. Thiệt. Đầu không? Em hả? Em muốn không hết nha. Uống như tám nhàn nha, tám nhàn. Uống như tám nhàn. Mà sáu giờ cũng vậy không, hai người rồi đó. Nè. Đưa cay nè. Ăn khoai không? Ăn khoai không? Thịt thịt ngon hơn. Khoai để cho chị Tám ăn đi. Kén bên. Giò heo mình nấu chao vậy ăn cũng ngon, nấu cái gì? Giá cày á. Giá cày là cái nguyên viên. Hay hả? Để kêu Trang ăn luôn. Vô. Bởi nè, má nay nè. Hết chỗ. Ăn cái đồ này đó. Hết chỗ. Mời cứ chúng ta nên ăn nhiều đâu mà cũng nhỏ nhà thêm tí chị nè. Nó lấy bốn chai miếng nước ra ngoài ngồi ăn được rồi. Lại đây nè con. Chị dạ. Lấy bốn chai miếng nước ra ngoài ngồi ăn được rồi. Lấy ăn biết rồi béo phì á. Béo phì á. Ở nhà mẹ ngồi kế bên con mà mẹ ngồi kế bên chung. Lấy nước bẩn cho thêm nước bẩn nè. Nước chế qua bên đó. Nước có bẩn á. Thịt bỏ bên đây. Cưng ba chung. Đây trường này nhé. Cưng ba chung mà đâu cưng quen quen nó còn nóng nguội rồi nó nóng ăn mới ngon mẹ đẻ con mà trời ơi nó nóng nóng cũng ké luôn nút cục khoai vô nóng tới ruột luôn khoai nóng ghê con gà không ta ba khoai con gà hết. Ba mẹ đi mẹ ơi. Ai mua đâu bán. Như bút lên nè. Gấp luôn đi, gấp cho nó là chung, cản lại. Gấp lại cho nó miếng. Ừ. Rồi rồi. Rồi bỏ cho. Rồi gấp miếng này cho nó. Ở trên này quá. Bỏ mồ hôi. Nhỏ đi lên mua tiền hả? Thôi chặt chân rồi. Đứt cũ với xịn mà cá trái à. Ghê không? Có 15 ngàn còn. Ồ vậy hả? Mình trả nói chung với Long Xuyên trả được à? Mua ở ngoài rồi ra trái mà. Rồi với trái không? Rồi với trái phải ngon chứ bộ. Gia đình mình không chưa đủ bao nhiêu đây là trời. Còn 3 hộ nữa. 4 hộ nữa. Tới con 8 nó nhồi nhồi nữa rồi. Nữa. Ngoài hai là đẹp rồi đó. Sắt nữa. Đạt nữa. Sắt rồi đó. Chứ ngoài giữ lẻ luôn. Nó về cho hỏi. Đạt có con rồi tới thứ nó vợ đẻ nữa. Chung nữa đẻ một chục đứa nữa. Làng trại hôm nay cắn bự. Ăn mì hả em? Ghê không? Ăn mì hả? Bún nè. Nã tính ăn thịt đó, ngồi nghe Phương Quyên nói ăn rồi đi giữ bò vậy nó dội thịt rồi. Thôi liền. Con có ăn bún không con có giữ. Thôi vô. Gặm cái giò đâu có gặm được vậy được. Vô. À. Vô. Xấu quá đâu chịu. Còn Như dưới này lắm á. Chị Tư. Ngồi kế anh Tư mới chịu à. Ủa sao chị Quy ngồi bên đó vậy? Chị chạy. Tao khác à, chớm. Vậy con ăn rồi chưa Nhi? Con ăn rồi chưa? Con thích ăn rồi con.
Trông lộn cái gì đó. Trông lộn bảy không qua đây. Cái anh em biết chịu không? Đủ. Tốt hơn kìa. Rồi 7-8 cộng ly đi. Anh Trâm á. Có bữa rồi. Bữa gì nữa đâu bớt. Bớt đại hết luôn á. Tắt rồi, tắt hết luôn rồi. Không, chưa. Bên trên chưa hết rồi. Bớt vừa thẳng rồi. Rồi vậy đó là nó còn nhiêu nhiêu á. Biết chuyện rồi. Dễ biết được vậy hả? Biết người ta vậy là mắc rồi. Đúng không? Đúng rồi, con hỏi chết luôn nha. Tắt không tắt hả? Nó phù rồi nên nó cháy quá trời, con hỏi cần đưa đất nha. Được rồi. Rồi mới cắt được cái này lại đó hả? Ghê vậy hả? Không mua hai cái. Cháy quá trời luôn. Nó thôn chứ, hỏi muốn chết. Cái này thì dạy rồi, cái kia. Cháy lộn rồi, lộn trong đây. Thôi rồi, ăn biết được rồi. Nó còn nóng quá. Bỏ rau vô đi, bỏ ăn rau. Bỏ gì rau vô đây nè, muốn ăn rau thì trụng đây. Ăn rau bỏ rau vô thêm đi, còn nóng quá. Rồi cả nhà ăn vịt nấu chao xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo.